chiến binh ninja bị đấm no đòn phải xin thua vì dám thách đấu nhà vô địch UFC. Sở hữu khả năng đáng gờm nhưng chiến binh ninja này vẫn tỏ ra quá non nớt khi phải đối đầu với một cao thủ của làng UFC. Một số diễn đàn võ thuật tại Trung Quốc vừa đồng loạt đăng tải đoạn clip đáng chú ý về màn tỉ thí giữa nhà vô địch UFC người Mỹ là Dominic Cruz và một chiến binh ninja hiện chưa rõ danh tính. Được biết trận đấu này diễn ra tại Mỹ từ cách đây vài năm. Theo thông tin từ tạp chí nổi tiếng Mick Matias, thì vị chiến binh ninja là người chủ động thách đấu. Anh tìm đến phòng tập của Dominic và sau đó võ sĩ UFC đã nhận lời so găng. Dù sở hữu kỹ năng nhào lộn và võ công tương đối, nhưng chiến binh ninja vẫn tỏ ra rất non nớt khi giao đấu với Dominic Cruz. Theo tường thuật của trang MMA, Dominic Cruz áp đảo hoàn toàn và thực hiện nhiều pha ra đòn từ hiệp 1. Chiến binh Ninja thi đấu cố gắng và không chịu thua knock ao ở hiệp đầu tiên. Tuy nhiên sang tới hiệp 2 thì thế áp đảo vẫn hoàn toàn thuộc về phía Dominic Cruz và chiến binh Ninja sau đó đã phải xin thua cuộc sau khi dính nhiều đòn đấm của đối phương. Võ sĩ Dominic Cruz sinh năm 1985 là người Mỹ gốc Mexico. Anh từng vô địch UFC hạng lông và là một trong những cao thủ của môn võ gốc Brazil ở Jiu-Jitsu. Anh từng thi đấu 25 trận ở đấu trường MMA nhà nghề với thành tích ấn tượng là thắng 22 trận và thua 3. Dominic Cruz có phong cách chiến đấu khá độc đáo. Anh thường kết hợp giữa chuyển động ngang liên tục kết hợp với ra đòn phản công. Anh còn được biết đến là một trong những võ sĩ nhanh nhẹn nhất và có kỹ năng vật tốt nhất làng MMA thế giới hạng lâu. Võ sĩ công Việt Killer Philip đã phá chuỗi bất bại của đối thủ người Trung Quốc tại UFC 259. Tay đấm gốc Việt Killer Philip đã có một chiến thắng tính điểm thuyết phục trước Song Gia Đông tại UFC 259. Tại UFC 259 thì tay đấm người Mỹ gốc Việt là Killer Philip đã được sắp xếp đối đầu với Song Gia Đông, tài năng trẻ 23 tuổi người Trung Quốc. Trước thềm trận đấu này, Song Gia Đông đã có 6 trận đánh tại giải tháng 5 và hòa 1, còn Killer Philip con số này là 2. Với thành tích và kinh nghiệm ít hơn, Killer Philip đã bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ của mình anh lựa chọn lối đánh tấn công chủ động từ sớm và tung ra nhiều cú đá chính xác. Gia Đông cũng tung ra được những đòn phản công hiệu quả. Đặc biệt, uy lực của võ sĩ người Trung Quốc khiến Killer đôi lúc phải thoái lui và né tránh. Tuy nhiên, lợi thế nghiêng về phía võ sĩ gốc Việt nhờ việc chủ động ghi điểm và tấn công chính xác. Cả đánh đứng cũng như đánh nằm dưới sàn đài. Hai tay đấm tiếp tục tung ra những đòn đánh xoay người, đẹp mắt đến mức Justin Getty, tay đấm tốt đầu hạng nhẹ hiện tại đã phải thốt lên giữa trận đấu. Cả hai gã này đánh quá điều luyện. Với màn thể hiện của mình thì Philip đã giành được chiến thắng tính điểm đồng thuận 29-28 và nâng chuỗi bất bại tại UFC của mình thành 3 trận và tổng số thành tích lên 8 thắng, một thua, tiếp tục giữ vững phong độ. Killer Philip rất có khả năng lọt top 10 hạng bantamweight. Còn Gia Đông, tay đấm người Trung Quốc, đây là lần đầu tiên chàng trai trẻ này phải nhận thất bại tại UFC. Tay đấm người Trung Quốc cần giành lại bằng những trận thắng để giữ vững vị trí của mình trong top 15. Killer Philip là võ sĩ MMA sinh năm 1995, mang quốc tỉnh Mỹ. Anh là con trai lớn trong gia đình có mẹ là người Việt Nam, bố mang hai dòng máu là Ireland và Bồ Đào Nha. Killer bắt đầu thi đấu MMA nghiệp dư từ năm 2015, chuyển đến lên chuyên nghiệp năm 2016 và mùa đầu tiên của chương trình Dana White 2017 anh có chiến thắng nhưng không nhận được hợp đồng với UFC. Tuy nhiên chiến thắng no out tại giải LFA 59 trước Emeka Kandu bằng một cú đá cao cùng sự phát triển kỹ năng đã khiến giải đấu lớn nhất hành tinh quyết định chiêu mộ Killer Philip quay trở lại.